Hello cô chú anh chị, xin cô chú anh chị cho Kiệt một phút để mình quảng cáo những cái dòng nón bên Kiệt đang bán nha mọi người. Thì Kiệt đang hiện tại thì Kiệt đang chuyên bán những cái dòng nón này nè mọi người. Đó, mình mang nón đang bán những cái dòng nón Gucci nha. Thì bên Kiệt có hai loại, đó là Lao 11 là cái hàng giữa nè mọi người. Nói chạy giữa nó là hàng Lao 11 nè. Còn hàng này với hàng này là hàng siêu cấp nha. Thì cái hàng Lao 11 thì nó sẽ cao hơn. Để mình cho mọi người xem bên trong nha mọi người, xem giải rồi. Con này giải chất giải nó sẽ xịn hơn nhau người, giá nó cao hơn. Đó, rất là đẹp luôn. Bên trong thì nó có tem size nữa nè, nó có size nữa mọi người. Thì giá của nó mình đang bán là 4XX nha. Còn những con siêu cấp như thế này thì giá nó rẻ hơn, chỉ có 100 mấy thôi mọi người. Thì cái giải của nó sẽ không xịn bằng cái giải của những con Lao nha. Đó, Lao 11. Thì cô chú anh chị có thích cái mẫu nào có thể nhắn tin vào cái số giá lộ của mình để trên màn hình nha mọi người. Đó, thích cái mẫu nào có thể nhắn tin. Đó, ủng hộ mình một cái nha mọi người. Đó, rồi cảm ơn cô chú anh chị nha. Hello, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha mọi người. Chào mọi người. Mừng quá mọi người, chào tất cả mọi người trở lại nha. Hôm nay thì Lưng nó đi bắt rắn nha mọi người. Sẵn nha, mà mình rủ nó đi bắt rồi quay lại cho mọi người xem luôn. Chỉ có hai anh em mình thôi mọi người, tại mình đi mình cũng buồn, sẵn chạy ngang xuống cái đường Huyền Thoại á, ghé rủ kiệt luôn. Với lại một phần nó đang mưa mọi người, giờ mưa mà đi đông quá cũng không làm gì, thôi hai anh em đi vắng tắt. Đúng rồi. Tranh thủ đi bắt được nhiều mọi người. Giật thằng trai cũng được rồi. Chứ giờ đi đông quá mưa gió nữa mất công. Rồi, cái này có dặn thôi nó chứ bây giờ mình ra đường kinh nó đi mình bắt rồi mình quay lại cho mọi người, chứ mưa quá mình đứng nói hoài hồi mưa lớn luôn mất công á. Bữa nay mình đi đường kinh mới luôn ơi. Dạ dâu. Kiếm đường kinh nào lạ lạ bắt. Lạ lạ hả? Rồi nói chung là mình kiếm nào có rắn bắt. Ok nha. Rồi giờ anh em mình đi. Tì. Đi chừng nào mưa lớn anh em mình về nha mọi người. Trời đang mưa mà nhỏ. Ok, let's go. Mình xin thiệu mọi người con game là iWin đến từ nước ngoài, cực kỳ uy tín luôn. Con game này có rất nhiều sự kiện luôn, có sự kiện gì mới nó sẽ nằm ở phần thông báo nè mọi người. Đó. Còn hiện tại thì có sự kiện đó là thưởng online, nói chung cái này online thì mọi người sẽ được nhận quà nha. Còn bằng xu chia sẻ, mình có thể chia sẻ lên Facebook thì các bạn sẽ được nhận ngay 3.000 đồng. Ngoài hành chính nó còn rất nhiều sự kiện như là hoàn trả nạp nè mọi người. Nó hiện tại đang có sự kiện hoàn trả nạp nha mọi người. Đây có sự kiện lì xì đầu tuần nữa nè. Nói chung rất nhiều sự kiện luôn. VIP club đó, cây tiền, vòng quay, trời quá trời sự kiện luôn mọi người. Còn phần nạp tiền thì đây, ở đây mình có thể nạp có rất nhiều cổng nha, thẻ cào, MoBay, ZaloBay, ViettelBay, QR Banking, iBanking, nạp VIP, nạp nhanh, nói chung là nạp siêu tốc luôn trong vòng 30 giây thôi. Còn phần đổi thưởng nó ở đây các bạn chỉ cần nhập số tiền cần đổi vào, nhập số tài khoản và các bạn nhấn rút tiền rút thôi, nó cũng khá đơn giản luôn. Đây mình thử vào một trò thử cho mọi người xem ha. Đây mình thử vào Shippo trên dưới đi. Trò này các bạn chú ý là chọn trên dưới nha. Bây giờ mình thử cái 200 10 mình chọn dưới nè, 8 mình chọn dưới tiếp tục. Đó, mình thắng 2 lần rồi mình nhận nhau người. Thắng hoài nó cộng tiền như hoài luôn. Ngoài hành chính nó sẽ có rất nhiều trò, mình thích trò nào thì mình vào trò đó mình thử nha. Liên tảng có để phần mô tả nha. Ok, cảm ơn mọi người. Giờ mới phát hiện ra một con rắn nước nha mọi người. Đâu rồi? Đây. Cứ mở hả? Nhìn bánh đây, bánh đứng đây quay được. Đây, đây quay rõ hơn. Đây, thấy nguyên con nè mọi người. Đó. Nó không có thế kẹo, có đường nào đưa kẹp qua kẹp á chứ. Đâu. Nè, chỗ này nè. Nè. Đó. Ừ. Có chỗ hộp kẹp không? Cũng lỏng rồi nó mình kẹp. Đừng đựng gọi nó coi, tôi thua cái hà. Con. Chụp hụt. Con đầu tiên mà đừng làm cây má nha mày. Không dám lội ngay chỗ con lưng, ngay rắn, nó đùi chá liền. Thấy không? Thích ra, ra nữa. Dính, dính, dính. Rớt rồi, ủa dính mọi người, con đầu tiên cũng được, không bị trầy mà được. Đầu tiên khởi hành một con rắn nước cũng được, được không tới nhỏ nhỏ. Ok đó. Rồi, con đầu tay nha mọi người. Chạy dính cái đuôi nữa.
con về mà nó nhỏ gì mà gắn nước vậy là bự rồi chứ. Ừ, thì nó trọng trọng êm nha mọi người, con đầu tiên vậy là quá êm rồi. Còn vừa túi à, ở đây có một con gắn nước nữa nha mọi người đó, mọi người thấy không đó. Đừng đi ra vòng bên kia rồi. Đó mọi người. Có ai không nói giùm tiếng à. Con này cũng bự thật. Cỡ còn nãy hoặc hơn quá. Thấy cái nó trọng lắm nè. Qua bên kia luôn lưng. Nó thấy được không? Ừ, bên đây cho dễ. Bên đây ngon này chết. Chậm chậm từ từ thôi. Dính 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 mọi người. Dính có vụt không? Lắm. Rồi, để nó đi qua đây cho mọi người xem á. Bự hơn hả? Ủa, con này bự hơn rồi mọi người. Nhìn cái chắc. Này nè, mới bự nè. Nhìn chắc luôn á. Con này bự hơn nhiều luôn. Bự hơn nhiều nữa. Tiếp tục nha mọi người. À. Một con. Con nào cũng đuôi hết ta. Mấy gắn này cắn ta rồi nè. Con nước nha mọi người. Tiếp tục. Vô bị. Đây, thấy một con mới rồi, dằn nới luôn mọi người. Không biết kẹp tới không, chắc không quá. Thấy nó vàng dữ rồi, con nắng nước này. Sao nãy giờ gặp nắng nước không ta? Chắc trời đang mưa á mọi người. Thấy không? Sao kẹp? Rồi xong luôn. Còn. Đâu? Sao vô được á? Rồi. Ủa, giữ đẳng cấp đi trời. Dính luôn. Cái này có nước lội xuống bát á. Dính luôn kìa. Dứt này đi. Nó đẳng cấp cao. Không thấy rắn kẹp dính nữa. Trời ơi, con rắn này vàng nghé luôn nổi. Trời ba khoan mày ơi. Con này sao vàng dữ vậy? Trời ơi, rắn nước lai hay gì á. Màu da nó mới lột, nó mới chứ có sao. Trời ơi, nó vàng. Mọi người thấy nó vàng. Khủng khiếp không mọi người? Thôi. Lưng mới bị cắn cái hót luôn rồi. Hót thiệt. Lâu quá không bị cá. Dép nè ông nội ơi. Lâu quá không bị cá. Táp vô tay áo hay táp vô cái tay dép nè gì đâu. Ôi, con rắn nó vàng đã, con này nó già đầu dữ lắm rồi nè, cái da nó dày rồi kẹp có nhiêu đây luôn mọi người, kẹp đại được dính được nhiêu đây luôn, đừng nó kẹp là kẹp đại luôn mọi người, thấy nó còn nằm nhưng mà kẹp đại dính luôn. Ôi, ôi cầm rắn quay cho mặt vàng lại cho mọi người coi lưng, quay cái đít cái bụng á. Ồ nó vàng. Chất lượng mọi người. Rắn nó già đầu dữ lắm rồi. Quá đã. Một em nữa nha mọi người. Vô rồi. Vô túi. Cái gì? Mất dép hả? À? À ok mọi người, mình mới phát hiện ra một con mé bên kia xong nữa mọi người. Hên có cầu đi qua luôn. Nhưng mà hên chỗ có cầu không à. Cái này thấy được có nửa cái mình à. Khúc mình không được nửa cái nữa. Trong đây con nữa hả? Gì? Con này nhỏ hơn một xíu à. Ở đâu? Để đi qua quay. Có hai con là gì mọi người? Gần này có hai con rồi. Con nhỏ xíu à. Nhỏ thì bắt nhỏ. Nhỏ quá thôi, chế. Dạ, gì bắt không? Nào. Nhỏ xíu à. Con này, đây con nè mọi người. Nhỏ quá nhỏ mọi người. Con kia đâu rồi thấy không? Con kia này, nghe này. Để biết muốn bắt mắt. Nhỏ quá. Ừ, mình thả cho đi. Thả ra đi. Đây con nè mọi người. Nó cũng bự thôi. Để mình ở đây mày thấy không,
thấy mà, ngay là vừa đó chứ đâu. Đâu? Kìa tỏ nằm được cái bụng kìa. Ôi dài sọc. Mọi người thấy cái bụng nó nằm dài không? Có. Con này nó thay da nè mọi người. Nó xíu à. Có. Nào. Nó thay da mắt đục ngầu nó xíu à. Rồi thả đi. Thả con này nha mọi người. Cho đi đi. Để đi vào bản này lên. Để tôi đi vào bản tôi quay mày. Đợi một cái. Bên đây nhìn không thấy rõ. Cái gì? Rồi, cuối biển này thấy rõ nè. Đó mọi người. Nó đang chạy lên. Vinh 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 vinh. Nhận vinh nhận vinh. Quá wow, biết. Đâu? Dính rồi nha mọi người. Thấy nó kẹp dính không biết dính không nữa. Dính rồi. Con này cũng nhỏ nữa. Được, được hai bạn. Con này mấy gì? Đây mà con nha mọi người, bây giờ tiếp tục gắn ráo. Con này chắc nặng mấy hai bạn cũng được, trầm trọng. Được. Con này thì bắt được nha mọi người, còn con nãy quá bé. Con nãy mình thả rồi. Là 4 con hả bạn? Đúng rồi. Đúng con. Okay. À, nhìn mọi người nhìn cái túi rắn đã không? Khá khá rồi đó. Có một con vàng quá vàng. Đúng con nha mọi người. Quay em, quay em. Rồi, tiếp tục. Ok. Tiếp tục chuyến hành trình mọi người. Ui, rắn bự. Mình mới phát hiện ra một con rắn nước nha mọi người. Đó, nằm về sập luôn. Con vô con mắt rắn đó nha con. Kẹp cái đuôi không rồi lên. Trời ơi. Tao thấy cái đầu, tao tưởng được cái đầu. Cái đầu trên đây mà. Chết tôi. Rút được không? Kéo đại vô đi. Đẩy cái này xuống. Thí luôn à. Đầu nó qua đây còn chụp ta. Chụp cái đuôi nó lại đi. Chụp cái mày. Để cắn mấy lần thì có gì đâu. Con này bị dính dính dính. Nhắc rồi. Dính trưởng sảy. Sảy rồi. Dính trưởng. Cút ngay cái tay. Cảm ơn chú. Con này luôn rồi. Con này nó bự rồi ơi. Con này cũng vừa chứ không bự tại nó ăn con gì á. Con gì á. Tiếp tục một con nữa mọi người. Dính. Cỡ nào hoa đường nào sảy rồi. Đưa tay cho nó cắn là mình bắt được nó thôi. Đó là kinh nghiệm bắt rắn lâu năm của tôi nha mọi người. Năm con, năm con. Nay rắn nước nhiều nha. Làm cái gì cái đuổi cọng dây đỏ vậy? Thấy con dây ngoài. Má ướt đỏ con dây luôn hay gì. Rồi, con tiếp tục nha mọi người. Nó không hành, không hành, không hành. Để lên. Kìa kìa, không hành. Đang bỏ ngắn vô gặp nó không hành luôn mọi người. Trời ơi, cái đâu mà kêu thơm vậy. Đấy, nó chạy á. Nó chui vô lùi lẹ lắm á. Mới vừa bỏ ngắn vô, đang bỏ ngắn nước vô. Cái chụp thấy nó không hành liền mọi người. Quá rồi. Quay đi, cho bỏ vô, hôi quá. Rồi. Hôi quá mọi người. Quỷ này nó hôi, tán thần. Hên thiệt. Nè mọi người không? Mới bắt rắn chỗ này nè, mới bỏ vô, mình mới tắt máy delay tính rồi rồi thấy rắn liền. Không hành liền. Đó. Vô tình luôn. Quá thơm. Dễ im nha mọi người. Không hành này là ngon lắm nha mọi người. Không hành là nói gì nữa. Nó hôi hành sẵn khỏi ướp. Nó mới bò lên đúng không? Ừ. Nó rồi đâu thấy đâu. Nó đang bò đó.
đang đi tới đây với bộ rồi đính rồi rồi có con nào rồi rồi đâu thấy đâu mấy mới bò lên. Rồi đi rồi không thơm vậy bước bước ở đây có con nào đó quay cho người coi luôn á con chuột lại coi có con nào nữa không mình phát hiện ra một con rắn nước mọi người à. Thấy không cái này hơi bé nhưng mà bé mấy con nãy giờ nó ha cái đuôi á chứ mình nó bự hơn mình ăn này. Bây giờ chưa xảy con nào nha mọi người. Rồi tao nhảy tao qua nãy giờ tao tập luôn kẹp rồi rồi kẹp mũi lum luôn hả? Kẹp chết rồi luôn hả? Ờ dính rồi luôn. Nhưng mà vẫn còn bị cắn. Chèo mới tập ba cái đó. Tao tập không được. Mưa này rắn nước nó lên nhiều mọi người. Đó, một em nữa nha mọi người. Chàng chàng cả cỡ không nha mọi người. Là mấy con rồi ta? 7 8 con rồi. 7 8 con rồi hả? Ừ, có lý vậy đó. Mình nhớ nữa bắt tầm 20 con đi về ok bữa nay bắt 20 con khỏe uy tín chịu khó đi rồi. Rồi tiếp tục mọi người rồi, vừa phát hiện quán ráo quá trời bự luôn mọi người nó mình thấy nó thấy nó muốn đậu rồi cái lưng không bự lắm mình thấy ngoài cái phanh tròn quá bự luôn chuẩn nha lưng bắt con này đẹp mắt cho mọi người coi đây. Con này giờ bự nhất rồi đó. Wow. Ôi, nhìn vậy cũng không bự lắm. Sao nhìn nó phù lên. Cũng bự nhưng không bự lắm nha mọi người. Tưởng nó bự khổng lồ luôn. Chà. Cái gai. Ỉa nữa. Cái gai mày kẹp chú cái gai không. Đủ móc khủng chứ rồi. Trời ơi cái gai nha mọi người, như bóc vô chi vậy? Thông minh lắm. Nè mọi người, nãy mình nhìn cái chỗ khúc giữa đó nè. Mình thấy nó bự. Mà con này bự thiệt nha mọi người. Bự, trên ba lạng. Nhưng nó không bự lắm thôi. Tưởng nó bự cũng lồ chứ. Rồi một em nữa. Quá tê. Nó con hành nó chui nè. Ra được. Hành nó sôi dữ lắm. Mình có cái về có cái bao gì bỏ vô với cái bao này để nó sôi mai rồi cũng lỗ luôn á. Tôi kính. Rồi tiếp tục một bé học lưu nữa nha mọi người. Đú ở bé hả? Bé học lưu. Đây trời. Trời ơi nó nước nằm trơ luôn không thấy. Đây cũng con nè. Còn ta nữa, nãy giờ đi vòng vòng kiếm. Rồi nó chạy bơi vòng vòng luôn. Nhưng mình không chạy luôn trời. Nằm kế bên luôn không thấy. Bỏ vô đây quất luôn. Ok. Wow, này quá là trúng bánh rồi mọi người. Mới đi được có chút xíu rồi đó. Mình chưa đi xa nữa mọi người. Cái túi này nãy mình giục rắn vô cái chưa giật tay ra kịp nó quất mình cái mình ót luôn nha mọi người mình phải nhét vô từ từ vậy nè. Rồi đi mẹ mới tới để nó chạy. Chạy đâu cho khỏi khóa lại cho tao cầm vậy. Quất liền. Vô cái túi nghe chắc chết quá. Trời ơi. Một tay. Đứt luôn à. Đi đây. Quá wow, chừng. Thật không? Chính không dính cây, không lấy cây mà. Chính xác. Con này thì nói chung cũng không lớn dữ mọi người. Được thôi. Ây cha, dựng một tay cho nó cắn nữa. Đây. Đó. Còn em nữa nha mọi người. Quá đã. Hai em cái bên. Đây, chút chùi cái tay cái nha lên. Tay bị cắn chảy mọi người. Quay lên sợ có gì nữa. Tương hộp. Đó. Quay em không cắn vàng này xuống đây. Quá đã. Thôi còn con nào nó không tắt luôn. Sẵn khỏi cọc bao luôn á. Nó trong cọc vô thấy nữa. Kỳ lắm. Nói chứ cũng phải đi chứ đi hết đâu được. Ở đây này nè. Ừ. Nó gần gần đây hiểu không? Chứ xa phải đi xe chứ. Tắt kho dữ vậy à, mình mới phát hiện ra một con rắn nữa nha mọi người đi nãy giờ 8.000 dặm rồi mới thấy được con rắn
bắt hồi nãy mấy đường bắt nhiều mọi người, lúc đó 8:30 à, giờ 11:30 mới bắt được con nữa. Rồi, luôn nãy giờ thấy rắn mình rồi má hú nữa, chặt cái con tay coi chừng chẹp cục luôn quá lắm. Này hơi nhỏ nha, vừa đất cát à, đâu à? Đó. Rắn đầu nó đục, nó không thấy đường hả? Ừ. Đó, một con nữa nha mọi người. Mừng quá mừng, nãy giờ mới, nãy giờ quên hình bóng rắn sao luôn rồi. Tối nãy giờ anh em bắt à. Ok mọi người, giờ hai anh em mình về tới nhà nha mọi người. Nói chung là không có đi bắt nữa mọi người. Bắt từ nãy giờ, từ khúc đó tới giờ bắt tiếng mấy đồng hồ nữa, không có gì hết. Cắn ta đi, ngu vậy. Đó, thì hôm nay cũng kha khá mọi người. Tụi nó không có rô luôn mọi người. Chắc chí mấy quá. Hơn. Rồi. Thôi giờ mấy anh em mình về, bữa nay chắc không có nấu gì nha mọi người. Thử hai anh em mọi người nấu giờ cũng nấu ăn gì nữa. Chứ cũng 10 giờ mấy rồi khuya. Cũng hơi chán. Thôi giờ cho anh em kết thúc video đây luôn. Mọi người thấy cuộc sống bắt của anh em mình hay, cho mình một like và đăng ký cho mọi người. Có ai mua bán luôn nha. Rồi ok, bán mai mua bia nhậu ăn. Ừ. Ai mua liên hệ mình nha, hoặc hàng lưng nha mọi người, gần okay, gần okay ship nha. Luôn tới chỗ nha. Ok nha. Rồi giờ thôi anh em mình chào mọi người nha, hẹn mọi người gặp lại video sau. Bye okay, mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Bye.